Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về cái trường hợp mà chó bị tiêu chảy ha. Cái việc mà chúng ta hiểu rõ về cái vấn đề thì chúng ta sẽ hạn chế nó xảy ra, còn hơn là đợi khi mà nó xảy ra rồi á thì chúng ta mới bắt đầu đi ẩm đi tiêm thuốc. Như vậy nó ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe của con vật đó các bạn. Thì mình hiểu trường hợp nào nó xảy ra rồi mình hạn chế như vậy á thì nó sẽ khỏe cho con vật và kể cả cái người chăm sóc nữa các bạn. Thì đây là cái hình ảnh là con chó nó bị tiêu chảy là 3 4 ngày rồi, và đến là thở, là bắt đầu là thở thể bụng rồi. Những cái trường hợp như thế này á các bạn, thì thông thường thì nếu mà chó nhà các bạn có trường hợp này thì các bạn nên xem lại. Thứ nhất là các bạn coi vòng vòng nhà nó có ăn cái vật gì không, thí dụ như nhang mũi này nè, hoặc là cái thức ăn có dính những cái thuốc mà mấy bạn phun xịt dán kiến gì đó con vật ăn vào cũng có thể ảnh hưởng tới tiêu hóa hết các bạn. Thêm nữa, khi mà chó bị tiêu chảy thì các bạn nên chuẩn bị sẵn cái sổ tiêm phòng các bạn, để chi khi mà bạn đến mang đến cái cửa hàng thuốc thú y hoặc là phòng khám thú y gần nhà các bạn nhất thì người ta sẽ biết con chó các bạn đã được, thứ nhất là sổ lãi sổ sáng gì hay chưa, hoặc là đã được tiêm phòng 7 bệnh hay chưa, thì giúp cho cái việc chẩn đoán của cái người bác sĩ thú y nó sẽ hiệu quả hơn và con vật của bạn á nó sẽ chịu ít cái tác động của mà dược phẩm hơn á các bạn. Tại vì á khi mà người ta đánh đúng hướng bệnh vi khuẩn virus gây tiêu chảy trên con vật á thì nó sẽ hạn chế được cái những cái liều thuốc đánh bao vây. Đánh bao vây thật sự con vật rất là mệt và dễ ảnh hưởng đến cái lần điều trị sau á các bạn. Những cái trường hợp mà tiêu chảy do thức ăn á thì thông thường mình sẽ hạn chế cái thức ăn đó, rồi sau đó mình cho con vật ăn cái thức ăn dễ tiêu, và có thể đến mà phòng khám thú y để tiêm 1 đến 2 liều kháng sinh đơn giản và tăng sức đề kháng của con vật, là con vật trở lại bình thường hết các bạn. Nếu mà đó là do dinh dưỡng. Còn nếu mà trường hợp bạn thấy con vật, con chó, con mèo nhà mà nó tiêu chảy nè, nó bắt đầu mình thấy nó không, nó biến ăn nè, bắt đầu đi ra ngoài, đi phân á, nó có ít máu rồi. Quan trọng là bạn nhìn cái gương mũi của con vật đó các bạn. Thường thường gương mũi là một trong những cái dấu hiệu cho thấy con vật, sức khỏe của con vật bạn đang không tốt ha. Khô hoặc là dở cái hàm răng lên, thấy cái núm nó hơi bị khô và dính lại. Rồi, hoặc là nước chảy chảy ra bất thường các bạn, nôn mửa thì bạn nhanh nhanh ẩm đến cái cửa hàng thuốc thú y hoặc phòng khám thú y gần nhất các bạn. Tại vì á như những cái bạn ẵm đến thì mình có tư vấn là khi á khi con chó hoặc con mèo của mình á nó biểu hiện ra tiêu chảy bỏ ăn, cái tức là cái triệu chứng của nó là đã tiến triển khá nhiều. Tại vì phần lớn con vật của chúng ta là và đặc trưng của con vật của chúng ta là không biết nói mà nó chỉ biết kêu thôi. Đôi khi nó đã bắt đầu phát sinh cái triệu chứng mấy ngày rồi nhưng mà nó không như con người. Thí dụ chúng ta cảm nhận, chúng ta nói, còn con vật nó chỉ kêu thôi, meo meo hoặc gâu gâu, thì chúng ta không có biết là ở cái chuyện gì đang xảy ra với nó. Khi nó đã biểu hiện ra tiêu chảy rồi thì tức là nó hơi bị nặng rồi hết các bạn. Và như vậy á thì bạn phải ẵm đến phòng khám gần nhất để bác sĩ thú y người ta xử lý nhanh nhất. Thứ nhất người ta truyền dịch, thứ hai người ta sẽ dựa vào cái sổ mà tiêm phòng của các bạn mang đến á, của con vật á, cái bắt đầu người ta định hướng điều trị, hoặc có thể người ta có một vài nơi người ta sẽ thực hiện các cái xét nghiệm ha. Riêng cái phần của ngày hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn cái hướng mình tư vấn các bạn cái cách để mà chúng ta chăm sóc tốt nhất, phát hiện nhanh nhất cho con vật ở nhà của mình ha. Và trong cái thời điểm mà khi bạn chuẩn bị mang đến cái phòng khám thú y á thì bạn nhớ cho con vật ăn thức ăn dễ tiêu, hoặc một số trường hợp các bạn có thể là hạn chế cho ăn 12 đến 24 giờ cũng là một cái cách để mà hạn chế tình trạng tiêu chảy các bạn. Mình nhắc lại ha, có thể là giảm ăn hoặc là cho nhịn ăn rồi, hoặc cho ăn nhưng mà cho ăn thức ăn dễ tiêu nha.
là trong trường hợp mà bạn chẩn đoán, bạn phán đoán là con vật tiêu chảy mà do dinh dưỡng á, thì mình cho ăn thức ăn dễ tiêu, hoặc là những cái thứ khác á, giúp cho cái cơn đau bụng của con vật nó giảm xuống, như là men tiêu hóa nè, hoặc có cái trường hợp mình ưa hướng dẫn người khác á, là khi các bạn á, nên hình thành thói quen khi các bạn ăn sữa chua da u còn một ít á, thì bà nên cho chó mèo liếm để bắt đầu cái nó có cái thói quen và có một cái lượng vi sinh vật có lợi các bạn, nó đi vào đường ruột của con vật với các bạn, nó sẽ hỗ trợ cho hệ vi sinh đường ruột con vật. Rồi sau đó thì mang đến phòng khám thú y gần nhất ha các bạn. À, và cũng chỗ này mình giải thích thêm ha. Thông thường á, khi các bạn mang chó mèo bị tiêu chảy, bị ói đến cửa hàng thú y gần nhất, người ta tư vấn các bạn á, là nên đi đến tiêm hoặc cho con vật uống thuốc hoặc thăm khám khoảng 3 ngày. Điều đó là đúng và hợp lý á, các bạn. Vì á, các bạn thường thường có cái thói quen là mình tiêm xong một mũi, cái mình thấy bớt triệu chứng rồi mình ở nhà luôn. Như vậy á, thì gọi là chỉ trị cái triệu chứng bệnh của con vật thôi nha các bạn, chứ không phải là trị bệnh cho con vật. Cho nên nếu lần sau á, là con vật dễ bị lần thuốc và lần sau cái người mà trị bệnh đó các bạn, người ta phải dùng liều mạnh hơn. Cho nên cách hiệu quả nhất là các bạn đến cửa hàng thuốc thú y hoặc là phòng khám thú y, nhưng mà nên theo cái hướng dẫn của bác sĩ thú y ở chỗ đó các bạn, và nên đi theo cái lộ trình từ 3 đến 5 ngày của người ta hết các bạn. Cái đó gọi là một đợt điều trị của một bệnh đó các bạn. Rồi. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về cái trường hợp mà chó bị tiêu chảy ha. Cái việc mà chúng ta hiểu rõ về cái vấn đề thì chúng ta sẽ hạn chế nó xảy ra còn hơn là đợi khi mà nó xảy ra rồi.